Quay kinh chưa? Quay được vừa quảng cáo với sếp đây. Bộ. Phải cảm ơn thằng thợ mộc nó làm nó chuẩn. Chuẩn. Dạ thế, không có tôi thì không mà ông qua ông lắp bằng mắt. Dạ thông chỉ được bao nhiêu? Gần 2m6. 4 cái bây giờ mở gần 2m6 tô vào thoải mái. Bảo ơn Du nhá, không cắn, okay. Không cắn tí nào nhá. Thôi về đi, được rồi đấy. Có con quấy cái gì nữa đừng gọi nhá. À.